Đây quá trình vận chuyển chói xuống cấm. Vì đường xá mình khó đi nên mình phải dùng xe máy cày vợi nữa nhé. Một bó chói vậy là 20 cây, 46 ngàn. Mình lấy 350 bó nha. Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng an lành. Hôm nay là ngày thứ 24 khi mình bắt đầu xuống giống. Thì mọi nhà, cả nhà cùng mình đi xem coi ớt đã mọc phát triển như thế nào nhé. Đây. Đó, ớt thì mọc rất là đẹp rồi. Cũng có một số vài cây chết thì mình cũng đi dặm rồi. Đây, sau 24 ngày thì ớt mọc thế này. Cái này là cứ 5 ngày mình phân một lần. Và thuốc thì cũng vậy, 5 ngày là mình xịt một lần nha. Cũng vẫn có một số cây bị bọ trĩ chích hút. Hàng nào cũng đẹp hết, mọi người nhìn đi, xanh thăm thẳm. Rất là đẹp. Mọi người thấy đằng xa xa đây không? Mọi người có thắc mắc cái cây này để làm gì không? Thì cái cây này là cây cắm chói, người ta gọi là cắm chói nha. Để làm gì? Để giữ cho ớt sau này khi họ ớt lớn lên, ớt cao cỡ này thì mình sẽ cột những cái dây để đan xen lại với nhau. Đó. Đan xen với nhau để giữ ớt lại với nhau, giữ đây không cho ớt ngã qua ngã lại lúc mà ớt có trái đó. Đó. Cây này gọi là cây chói nha. Thì cái cây này hôm qua mình đã cắm với thằng em mình, đã làm được một số rồi. Đây, cắm vững chắc đây. Cái hàng đầu á thì mình sẽ cắm như vậy, 4 cây. 4 cây để làm cái thế gọng kiềng này, để giật lại này, không bị đổ này. Đó. À. Thì cột chặt ở đây, đầu này. Rồi cứ cách đây là 6 cây, đối với ớt thì mình làm 6 cây nha. Cứ đếm 6 cây ớt này, 1 2 3 4 5 6 là mình cắm 2 cây. Hai cây mình xéo lại với nhau, cứ vậy thôi. Đó. Thì cứ đến khoảng đường 5 cây này, 5 cây giữa này đi thì mình sẽ làm một trụ nữa để giữ nữa. Sau đó thì mình sẽ giăng dây như vậy. Nó cứ giăng dây xéo lên vô như vậy thôi. Nhà thấy không? Cái này thì mình lúc mình mới làm, đây là lần đầu tiên mình làm thì nó chưa có đẹp nha. Tại vì không có kinh nghiệm làm. Thì rồi cũng quen thôi. Cái công việc cắm chói này nếu như mà mình khoán cho người ta thì họ nhận là 700 một sào. Thì vị chi cái 5.000 mét vuông của mình bây giờ mà làm á thì nó sẽ hết 3 triệu rưỡi nha. Cho nên mắc quá thôi mình không có làm, mình sẽ tự làm nó theo ý mình thôi. Nó hơi lâu xíu tại mình không làm chuyên nghiệp bằng người ta này, nhưng mà rất đẹp rồi đó nha. Hàng này hàng thứ tư rồi nè, mọi người thấy không, thẳng băng à. Qua thì mình cũng cầm cột được nhiều rồi. Qua mình cột đến đây rồi nè. Phía đằng xa mình là lính mình nó vẫn đang cắm nha. Nhiệm vụ của mình đó là đi cột dây và đi rải cây này, sẵn cho bạn này bạn cắm nha. Cắm này cũng mệt lắm, đâm sọt các kiểu. Mình sẽ để từng bó, cứ một hàng mình để 2 bó. Mấy ngày nay thì trên Lâm Đồng mình bắt đầu có mưa rồi, Di Linh mình nè. Nhưng mà ở đâu cũng mưa hết, chỉ có Tân Châu là chưa có mưa thôi. Chỗ mình làm ớt này là chưa có mưa thôi. Có một vài nơi thì mưa đá luôn. Thì hôm nay sương cũng rất là nhiều nè. Hy vọng là chiều nay sẽ có mưa, nhưng mà đừng có mưa to quá ảnh hưởng đến ớt mình. Mưa để đủ ướt, dành đỡ tưới thôi. Chứ tưới tắm nó mệt quá, nó nhiều tiền dầu nè. Đây đây đây, ở giữa hàng mình ở đây mình có cái trụ này, 4 cái này ha. Mình quay lên.
mới cắm được một bên này thôi nha, bên kia chưa có làm gì hết. Đó, buổi sáng thật là bình yên, sương mù rất là dày đặc. Đó, công việc của mình hôm nay sẽ là cắm chói vậy. Cột chắc cái trụ này để sau này mà dàn trái nó lên thì nó không bị sụp dàn nhé. Mọi người cứ dùng hết sức thôi, tay giữ tay cột làm sao mà nó chắc được đó. Đó, mình cột xong mình sẽ lắc thử, nó mà không lắc thì mới được, nó mà lung lắc là mình phải làm lại. Đây, xong rồi nè mọi người, mọi người thấy không? Trụ là chắc chắn này, rồi mình nối dây mình đi tiếp thôi. Là cái quy trình mà mình dăn dây lên nha, dàn. Tới đây thì mình sẽ làm như vậy nè, không một tay đè dậy xong rồi lấy từ dưới lên nè, móc lên, rồi đi thôi. Chung là lúc đầu thì mọi người chưa quen nên mà làm rồi thì nhanh thôi. Mình làm hôm nay là ngày thứ 3 rồi nha, hai công làm. Cây là 1, thứ tự là 1, 2, 3, 4, đó, cây xếp tròn như vậy này. Ta cũng xiết như bên kia thôi, xiết sao mà nó chặt lại thôi, để nó làm một cái kiềng nó giữ chắc. Đó, mọi người thấy không? Rồi, ok. Đây, hết nhúc rồi đây. Ok, tắt. Như vậy là sau 3 ngày mệt mài cắm chói và cột dây thì mình đã hoàn thành nha. 5 sào. Đó, mình tính ra 5 ngày là hết 6 công. Nếu như mình khoán thì họ làm 4 công, chắc mình thấy họ làm 1 ngày là xong 5 sào này thôi. À,
cũng rất là ok rồi. Cắm như vậy thì nó đỡ bay bạt nữa nè, gió rồi rất là tuyệt vời rồi. Công đoạn cuối cùng đã hoàn thành. Này mọi người nhìn này, trời hôm nay thì cũng muốn mưa tiếp rồi mà không biết mưa được không. Hôm qua là không mưa rồi nha. Rồi clip thì cũng dài rồi, xin chào mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. À, về phân thuốc của cái cây này thì mình cứ 5 ngày là mình vô phân, 5 ngày mình xịt thuốc để phòng trừ và phân bón để cho nó phát triển. Cây càng lớn thì mình càng số lượng nhiều thôi, cứ vậy mình chăm. Rồi mọi người nhớ đón theo dõi clip tiếp theo của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Như vậy là sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cơn mưa vàng đã đổ xuống đất Tân Châu này. Một cơn mưa rất là nặng hạt, hy vọng sẽ được một cơn mưa thật là to kéo dài khoảng 1 tiếng. Trước lúc mà trời mưa thì mình không về đâu, mình ở đây đợi mưa nha. Mình quyết định đẩy xe cũng được, mưa mình mới về. Quá tuyệt vời rồi. Cơn mưa này cứu biết bao nhiêu tiền dầu. Quá đà mọi người ơi. Hạn hán thì tính đến đây là khoảng 3 tháng hơn rồi. Mưa rất là đẹp. Mưa như vậy thì cây ớt của mình cũng sẽ tốt hơn nữa. Tại vì bữa giờ nắng nóng quá, nó hóc bạch đó. Cây cà phê, các loại cây trồng, trời đã thương xót người dân rồi. Nước cũng hết rồi mọi người ơi. Tất cả những người tưới trên này họ đều dùng giếng khoan bơm từ mặt nước dưới ngầm lên để tưới rồi nha. Cho nên cơn mưa này sẽ giảm thiểu được mặt nước ngầm không bị bơm lên nhiều. Và cây tốt, người dân đỡ cơ cực hơn. Quá tuyệt vời. Quá đã rồi mọi người ơi. Mọi người thấy cái cảnh ở đây đẹp không? Rất là thơ mộng đúng không?